Hi, cho tất cả anh em yêu thích game Thái Cổ Phong Ma. Thì trên màn hình anh em cũng đã nhìn thấy đây là Thư anh em. Thư đã về. Thì hôm nay mình cố gắng là cho nó hoàn thành luôn cái bộ bậc chính cho nó xong luôn. Và đồng thời mình bắt đầu chuyển sang tới nâng cấp ảo hóa nghe nè. Đó, nói chung là trang bị xong rồi thì tới cái con đường nâng ảo hóa úp lực chiến thì anh em cũng biết rồi đó. Do cái này cũng từ từ không thể nhanh được nghe nè. Đó. Rồi, thì gần 7 giờ rồi anh em ơi. Rồi anh em cũng mới thấy đó, có Thư về đó nghe nè. Nó Thư về quá trời luôn, bây giờ mình ghép cái đi anh em ơi. Có những cái thì có những cái Thư mới anh em. Đó, Thư mới. Mấy cái bậc 8 thì mình úp cho nó ăn anh em ơi. Nói chung là cho nó ăn nhưng mà tại vì chưa có đồ, không đủ đá rồi mình chưa cho nó ăn được. Nó trang bị bậc 7 nè. Nói chung là mấy cái này còn sử dụng được nha anh em. Sử dụng ở đây không phải là sử dụng mà để mình lên bộ hay là mặc gì, mà nói chung là để cho nó kích thôi. Đó, mình không biết mình có đủ hay không. Mà mua mấy cái này chắc nó khóa hết, còn bây giờ có đủ hay không thì cũng không quan trọng đâu anh em ơi. Đó. Đó nè anh em, đó cái gì thằng khí gì đó nè. Đó, mình không còn viên nào chỗ này hết trơn á, cho nên là mình không thể úp được. Đó, nói chung là lúc mà nó thừa ra thì mình có thể lên được anh em ơi, lúc nó thừa thì lên được. Rồi. Bây giờ mình đang là 28.490.000 tính 28.500.000 đi nha anh em. Nó tính 24.500.000 28.500.000 đi. Rồi bây giờ cho nó lên cái nào được thì lên anh em. Đây đây mình có bây giờ mình cho cái quần trước đi ha, cho lên cái quần trước đi. Đó, mặc cái quần luôn anh em. Rồi để coi tạm thời tới đây là sao rồi. Nói chung là full bộ chính rồi đúng không? Còn bây giờ 1 2 3 4 món nữa anh em ơi, để coi như thế nào đây, có đủ hay không đây. Một hai chết bà rồi, vẫn còn thiếu anh em ơi. Chết cha. Đi cái hoạt động này chết bà rồi, cái hoạt động này phải đánh nhau rồi. Nói chung là vô đánh quái rồi anh em, nó phải di chuyển tích cực di chuyển rồi. Không sao anh em, vậy là còn thiếu 6 món nữa anh em ơi. Tạm thời thiếu 6 món nha, để coi mình coi nè. Nói coi 1 2 3 1 2 3. 3 đây coi 1 2 3 4 à. Thì đâu thiếu bao nhiêu anh em ơi, cũng không thiếu bao nhiêu đâu, mình coi chỗ này là nhiêu rồi. Trước tiên mình lên cái hậu kiên nè. Đó. 1 phản nè. Đó, 190k tiếp tục. Rồi tới cái áo. Ủa. Tới tay quần dài, tay quần dài. Rồi mình lên cái này trước cũng được anh em. Đó, im chưa. Ôi mình còn thiếu món anh em ơi. Cái tay chứ đi, cái dài nó nằm cuối đúng không? Ây da. Còn thiếu miếng nữa anh em ơi, còn thiếu 3 món nữa anh em ơi. Trời ơi, vậy mà mình tính sao đủ rồi ta, mình nhớ mình tính 15 món mà ta. Mình hồi chiều này là mình mua 15 món đó nè. Cho nên là mình đã quyết định là mình bắt đầu mình chơi luôn nè. Đó. Thì mình bắt đầu hai cái món này là thấy hết 40k rồi nè anh em. Cái này 40k nè, cái này 20k nữa, 60k nè. Rồi đó mình dùng nữa coi anh em. Cũng không sao đâu anh em ơi, ngày mai mình úp lên từ từ cũng được anh em. Đó, bây giờ nói chung là cái nào thiếu thì mình lên nha. Đó. Lên từ từ anh em. Đấy, 200k đúng không? Rồi tới giật. Đó, từ từ anh em. Mình lúc nãy mình cũng tính lên cái cánh xanh nè. Anh em thấy không? Mình hy sinh, nói chung là mình lên ảo quá sao anh em. Lên ảo quá sao để mình hy sinh, mình lên trang bị trước anh em, mình ưu tiên lên trang bị trước thì giờ lên ảo quá nè. Đây ảo quá cũng được 190k đúng không? Nó cũng khá là đẹp không? Rồi ngày mai tới lên cái này nè. Còn cái bậc 4 thì mình chưa có. Ảo quá bậc 4 thì mình chưa có anh em.
Nó được 29 triệu đúng không? Rồi, thì ở đây mình sẽ gàn bộ luôn này nè. Đó, lên nè. Chà, ủa sao mà mình lên cái này nó không kích à? Lên mình lên 6 món mà nó không kích à? Đấy. Ở đây mình đã đủ 6 món là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Đấy, 8 món mà nó sao nó đây nó không đủ anh em. À cái này chắc nó đã chu tiên rồi anh em ơi. À, đây nó lên chu tiên rồi nè. Đó. Rồi bây giờ lên luôn. Đấy, 8 món là đẹp chưa? Nói như vậy là còn cái này nó mới xong anh em ơi. Trời ơi, tính tới tính lui mà lại thiếu. Anh em đừng có nói gì văn cài thế vậy chứ văn cài lợi hại lắm nghe nè. Mặc dù là nó lên hơi chởi nhưng mà nó lên là xiền luôn á, lên cứng khừ luôn á. Ôi dạ. Để cho nó mình kích à, để cho nó tự nó đánh đi nè mà. Đó. Rồi 30 triệu rồi nha nè, nói chung là 30 triệu rồi. Để coi cánh này sao đây. À đây còn hai cái nè. À nó chưa đấu giá hàng cho mình nhớ đúng mà anh em. Nếu mà mình nhớ mình mua đủ mà ta, mình nói ủa sao mình mua đủ. Để coi trên đây còn không. Để chết cha hết rồi nè anh em ơi, hết rồi. Ủa vậy là hết rồi, giờ không để thiếu món ta. Ủa mình trời ơi, anh em biết không, muốn mua cái này phải tốn tới 2 tiếng đồng hồ mới được, không phải đấu lên là có liền đâu. À đây này, ghép này vậy. À đủ luôn rồi anh em ơi, đủ rồi, hay quá. Cái dài đúng không? Đó mà mình nói ủa mình tính đủ rồi mà tao mình điếm đủ hết trơn mà làm sao thiếu ai về. Nó chưa có gửi thư kịp anh em. Đấy. Ê da, thiếu một viên. Trời ạ. Không phải, nó thiếu một mảnh chứ không phải một viên anh em. Thiếu một mảnh, trời ơi, tại sao mình không chuyển luôn ta. Tính tới tính lui vẫn còn thiếu anh em ơi, để cho kho có không anh em. Ây da, sang dịch rồi, lại thiếu một mảnh anh em ơi. Cái mảnh của nó là nhiêu ta, như cái mảnh nó 4k đấy. Chết bà rồi. Rồi anh em đợi mình tí anh em ơi, đợi mình tí nha. Mình lóc con lon vô mình chuyển anh em. Để mình cũng không biết là cái mảnh này nó bao nhiêu luôn đây á. Để lên treo thử anh em. 4k thiệt anh em ơi, 4k anh em ơi. Không sao, mình có đồ mình bán mà anh em. Anh em đợi mình tí nha. Anh em biết không? Cái game này á thì bắt buộc mình một là anh em sẽ úp ảo quá trước. Ví dụ như anh em lên bậc 7 rồi anh em bắt đầu anh em cài đồ anh em úp ảo quá trước thì nó lên lực chiến cũng khá là nhanh nha anh em. Ví dụ như anh em là tăng sao ảo quá rồi tăng sao ảo quá nè, rồi lên ảo quá bậc 1, bậc 2, bậc 3, cánh bậc 1, bậc 2, bậc 3 rồi pháp bảo bậc 1, 2, 3, áo tròn 1, 2, 3 đó. Như vậy thì nó tăng lực chiến cũng khá là nhanh nha anh em. Còn nếu không thì anh em có thể lên trang bị trước. Anh em lên trang bị bậc 9 xong rồi anh em lên xong rồi á thì những cái còn lại nó dễ lắm, anh em không cần phải lo nữa. Sau này anh em được trang bị cái anh em bán ra, được trang bị cái anh em cứ bán ra, anh em lấy vàng anh em mua lại ảo quá thì cũng rất là nhanh thôi. Có cái là anh em lên trang bị thì nó khó thôi, lên trang bị thì nó hơi khó thật, nó hơi lâu thật đó. Còn anh em lên xong trang bị rồi anh em lên được lực chiến úp ảo quá rồi nhanh cực kỳ luôn, là lên lực chiến theo mấy tớp rất là nhanh luôn anh em ơi. Rồi đợi cho cái này nó về không mới bắt đầu mua được nghe nè. Thì mua là mình mua đứt luôn chứ đâu có đợi, nếu mà đấu giá là phải đợi 2 tiếng anh em ơi, lâu lắm. À cái chỗ này cái kinh nghiệm là vậy nè anh em. Ôi nó cứ auto hoài luôn á. Bực mình, cái này nó cứ hay tự động nó trả dời lắm anh em. Đấy. Nè cái này cái kinh nghiệm vậy nè anh em, nó mình chỉ anh em ha. Đó. Ôi á. Anh em cứ thu hoạch như vậy đúng không? Anh em đừng có đi giao liền. Anh em thu hoạch xong cái anh em đứng đây, nó coi nó còn nữa thì cứ thu hoạch tiếp nha. Đừng có thu hoạch chạy lên chạy xuống mất thời gian lắm. Đó anh em cứ thu hoạch. Đấy còn nữa đúng không?
còn nữa thì cứ chạy lại thu hoạch chừng nào nó đủ tới 1.000 thì thôi nha, nó đủ tới 1.000 thì thôi. Đó, chỗ này nè, nó đủ tới ơi này, cái auto này á, tại vì mình đang quay nè, mình đang quay rồi mình bắt tập trung. Đó, anh em cứ để nhiều nhiều vậy đi nghe nè, đó anh em để nhiều nhiều vậy đi đó. Ủa sao bị chết vậy? Ơ sao vậy? Chánh. Ôi cái này nó bị lắc bị gì luôn rồi anh em ơi. Để coi. Ôi nó bị gì á. Đó. Ôi nó bị lắc bị gì luôn rồi anh em ơi. Rồi nó bị gì á. Để mình thoát ra vô lại anh em ơi. Trời ơi nãy giờ tắt quên anh em ơi, không có quay anh em. Mình đổi. Nãy giờ mình tắt mình quên, mình không có quay. Bây giờ mình đổi cái này nè anh em ơi. Không sao, không sao. Đổi cái này là ôi mình đã ghép luôn, mình đã full luôn cái trang bị. Ơ nãy giờ mình không có quay luôn anh em ơi. Lúc nãy mình tắt á, mình dừng quay á, anh em mình dừng quay cái mình đăng nhập lại á. Trời ơi nãy giờ quên luôn. Chết bà rồi, nãy giờ quay ngoại nãy giờ cứ nói một mình, cứ nói trên trời dưới đất luôn mà mình không có bật quay lên anh em ơi. Thì nói chung là mình xin tóm tắt lại anh em ơi, nói chung là đã full nha anh em. Full cái bộ chính rồi nè, đó full cái bộ chính rồi. À full luôn cái trang bị bộ chu tiên rồi. Đó chu tiên rồi luôn nha anh em. Đó. Rồi cái sắp tới của mình đó là mình ưu tiên mình lên cái bộ áo quá nghe nè. Bắt đầu có nhiều mình sẽ ưu tiên mình lên áo quá nha. Đó. Thì lúc nãy mình mới nạp 60k là từ cái này nè. Đó mình mới nạp 60k là từ rút cái này đó nè. Đó. Mình rút mấy cái này đó, mình mới đổi cái này nghe nè. Không phải. Cái đó cao quá. Đang trả lời câu hỏi anh em ơi. Rồi nói chung bây giờ mình sẽ ưu tiên mình sẽ đổi một mớ ngọc cái năm, nói chung là mình sẽ đổi thêm một mớ ngọc nè. Ấy cái hiện lên hoài đó, mình sẽ đổi mấy cái này cái đô anh em. Đấy ha, 30 đó, mình ưu tiên mình đổi lên đi nè. Đó mình ưu tiên mình đổi cái tính sau đó, 20 5. Ở sau này à cái này 60 đó. Thì mình nói chung là mới nạp anh em ơi, mới nạp cái đó. Bây giờ được nhiêu ngọc rồi đây anh em ơi, à 496. Ở có mèo chưa tài ta, không hôm nay có mèo chưa tài không ta, hình như không có mèo chưa tài rồi anh em ơi. Ở thời trang nè, trong lòng ta là một anh hùng cái thế rồi sẽ nạp, mới nạp 60 này nghe nè, nó mới nạp 60 mà nạp bằng nhận mở thưởng nạp á. Trời ơi tính tới tính lùi sao mà mình tắt anh em ơi, quên nữa, cay quá, cay lắm anh em ơi. Đó bây giờ tích nạp 60 nhận mày luôn nè ha. À, rút đúng rồi, được rút rút một cái rồi được bao nhiêu, lên hai ba số ừ nữa số ừ. Trời ơi, 100 hả ta? À, im quá, nạp 60 mà ngon. im quá anh em ơi. Nói chung là có đơn không nghe, nói chung là nếu mà cài thì cài, nói chung đây là cũng là cái niềm vui nho nhỏ của anh em dân cài đúng không? Nó thì nói chung là ngay cái ngày mèo chưa tài thì im nha nè. Đó bây giờ để coi gói quà lớn gì nạp lễ hội đúng không? Nội cha nó cứ lên hoài cái này tức á. À được 3 cái nè anh em, 3 cái 2 chìa khóa này, cái này gì đây? À, quà thiên mệnh. Đồ đằng. Nói chung là à, nhắc tới cái đồ đằng tới giờ mình còn nóng luôn á anh em, mình còn tức luôn á. À kệ. Rồi tích nạp. Trời ơi là trời, mình cứ lên hoài luôn hết
lẻ lẻ đi, để 60 anh em ơi. Cậy cái này tới nạp 300 rồi phải không? Cậy. Đó, cậy anh em ơi. Từ từ lên. Ê này xong có gì chơi vậy? À tích lũy nạp, này tích lũy nạp cao lắm anh em ơi, tích lũy nạp tới 240 đó anh em. Mình thì bây giờ mình cũng không biết là nạp 240 sẽ được bao nhiêu luôn á. Mà nạp 60, 20 thì được bao nhiêu thì mình cũng không biết luôn. Đó, đây có cái bản đồ đỏ đỏ này anh em. Thôi, ông đi tránh chỗ khác giùm tôi đi, ông cứ lủi lủi vô đây. Đi ra đây coi, ra đây. Con chó anh em ơi. Giờ này nó ra mày mưa nãy giờ, giờ này nó vô nó lủi lủi vô mình chỗ mình đang làm. Rồi, tiếp tục anh em ơi, nói chung là niềm vui nho nhỏ của ta cũng đã có rồi nha nè. À, cái đá này đá gì không biết đủ hay không. Mình nghĩ chắc là tới ngày mai mình không đủ đâu, mình ăn hết boss chứ có 11, 12 viên anh em ơi. Cho nên là nếu mà anh em không nạp thì mấy cái này không nhiều đâu nha, không có nhiều. Đó, ở chỗ này nó sẽ có bán đá thí thằng này anh em ơi, mà nó bán 250. Cái này cái gì đây ta? Quà thiên mệnh. À, phải như trang bị mình cũng quán mình mua luôn em, mình mua rồi mình tích tiêu. Lúc nãy nó có cái sự kiện tích tiêu đó nè. Mang đó. Đó, à này tiêu phí này nè, đó tiêu phí à, nói chung là có hạn tiêu nhưng mà mình không biết tích tiêu nó bao nhiêu thôi. Đó. Nó mất đi một khúc khá là quan trọng lắm anh em ơi, để coi chỗ này là cái gì đây nha. Đã được rút nha anh em. Kệ mình không cần đâu, nó ra được cái gì nó ra, ra được cũng được thì thôi chứ đối với mình không quan trọng đâu anh em ơi. Đây một cái. Từ từ anh em ơi, đôi với mình một cái nữa, bung cái coi. Trời 100 viên có đơn không? Có đơn không? Có đơn không? Trời ơi mày lên cái này nè, mấy cái này nè, tao cần mấy cái này nè. Trời. Lên. Trời ơi, hết xong, còn gì nữa đâu ta? Đây tăng phẩm best ha, có gì mới được thưởng không à? Được nhận nè anh em. Kích hoạt ảo hóa hình tiên vật. Trời ơi trời á, tới ngày hôm nay. Lúc nãy là mình tăng ảo hóa, nói chung là mình kích hoạt cái cánh anh em với cái pháp bảo. Cánh thì cánh 3 mà pháp bảo thì pháp bảo 1 hay 2 vậy đó. Từ ấy giờ mình chưa lên pháp bảo, chưa lên cánh luôn em, mới kích hoạt ngày hôm nay đó anh em ơi. À đây coi đây lên được hay không. Đó, phi kiếm đưa vào 30 ha. Ủa bà. Một cái lên level 30 cái đó. Dừng. Cái trời ạ, vừa lên 30 luôn kìa. Nó quay trở lại nhận thưởng luôn, hay quá, được một cái kỹ năng nữa. Sau khi mà lên được cái bộ bậc chính rồi, lên được cái trang bị bậc chính rồi là up lực chiến nó nhẹ lắm anh em ơi. Tại vì mình không còn cái nỗi lo về trang bị nữa, không có lo về đá nữa trơn. Có nhiều mình bán hết. Cái bậc 10 thì mình từ từ tính sao, bậc 10 thì từ mình tạm thời mình chưa đụng tới bậc 10 đâu. Mình có thể là mình lên 12, rồi mình lên 9, mình lên 12, lên 11 chứ mình sẽ không lên 10 nha nè. Không lên 10 đâu. Cho nên là sau này mình sẽ không lên nữa, mình có ưu tiên bao nhiêu mình sẽ lên trang bị, lên cánh, lên áo tròn hết. Đó, để rồi tiếp tục anh em. Đây coi cộng hưởng tiên vật nó mới kích hoạt luôn. Đây coi 2% bố đánh xuyên. 56k đúng không? Đó. Để coi up cái này lên được bao nhiêu nha. Đó gì đây? À chuyển cánh chuyển 3 mình chưa có nè. Cái cánh này mắc lắm nha anh em, cánh này nếu mà được chắc là đắt tiền lắm anh em ơi. Mà tạm thời chưa có. Ôi sao đây? Đó là kích được cánh 2 à, cánh 4 thì chưa có đúng không? À gửi hả, mình gửi luôn. Đấy, đứng ngay cái đống lửa luôn anh em. Cái đồ họa này nó tự động nó cứ tuột hoài luôn anh em, làm xấu đi của mình. Đấy hình ảnh làm mờ lại ha. Rồi tiếp theo anh em ơi, rồi có gì hay không.
À, đây 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 đây, cái độn giáp này mới quan trọng nè anh em. Độn giáp 8 món nè. Đấy, từ đỏ lên tới hồng luôn nha. Đấy, củ tiêu, bát quan củ tiêu đúng không? Lên tới 9 luôn. Đấy, để coi món thứ 8 là được nhiêu đây. À, 50. À, chưa luôn, bây giờ mới lên 4 món nè. Giờ mới 4 món. Hay mà được 100 nha anh em. Đấy, cam coi. Này bát hoang nha anh em. Bát hoang để coi kích hoạt được gì đây. À, 52. Đấy, 4 món nè. Đấy, úp xong cái này là lên lực chiến quá ngon ha. Đấy, bậc 8 à. Ồ, ở đây mới cấp 4 món nè, tới 6 món cộng được thêm một ca mấy công HP tùm lum hết trơn. Đấy, chà, trời ơi, bậc 8 mà nó tăng thì ghê ha. Ghê thiệt. Đấy, 100. À, tới 9 luôn nghe nè. Đấy, ồ, 9 hồng. Ủa, tới này cái gì đây? À, 9 thì 9, à, 9 gì đây ta? 5 sao á. Ôi, chết bà rồi. Để mình kiểm tra lại cái này coi anh em ơi. 1 món, 2 món. À, món thứ 6, món thứ 8 đó nè. Nguyện ta như sao, người trăng sáng. Quá êm anh em ơi. Tỏ cùng đôi. Nguyện ta như sao, người trăng sáng. Cái gì á? Đêm lánh tỏ cùng đôi. Ủa sao mà 8 món này nó không tăng lực chiến ta? Rồi nói chung là đã full tới đây. Ủa củ tiêu này sao kỳ với ta? Tới cái bộ này để mình kiểm tra lại cái bộ này coi anh em. Nó bây giờ trang bị có nè. Đấy, mặc vô cái đi. Nguyện ta như sao, người trăng sáng. Đêm lấp lánh tỏ cùng đôi. À, nói chung là lên tới đây thì được một cái con mới anh em ơi. Con này con cam anh em ơi. À, được một cái này nói rồi mình sẽ bỏ con nào đây? Không lẽ mình bỏ cái con này ra? Không lẽ mình sẽ bỏ con này ra anh em? Cái con này chủ yếu nó boost nè. Đấy, con này chủ yếu nó boost nhưng mà có thể mình sẽ ưu tiên mình lên lại con này. Nguyện ta như sao, người trăng sáng. Mấy cái con này dưới giờ mà nó đánh đam to anh em. Cái con này thì nó lại boost. Con này boost đánh thấy không ra sức thương nhiều mà nó hồi máu nha. Đó, thì tạm thời mình để vậy đi. Đó, mình để đây đi. Để coi cái con mới này sao thì mình cũng không nguyện biết. Nguyện ta như sao. Đó. Rồi được nhiêu rồi. Đấy chà, 31.5 luôn rồi nghe anh em. Ngon lắm nha. Đấy, full bậc 9 rồi. Khảm đi quăng. Chà, đúng là cái ngày hôm nay cái ngày cũng khá là may mắn nha. Để coi. À, nó có 2 viên ha. Không có nhiều. Mà tại nó lên vậy đó anh em ơi. Đấy, có 2 viên thôi. Để coi ghép trang bị này. Tới này thì không có ghép nữa. Tại bậc 7 thì thừa rồi, bậc 7 thì mình để úp vô đây rồi anh em cũng biết rồi đó. Mà tại cái mình rồi, đây thiếu đá thôi nè anh em ạ. Đấy, khảm đá luôn, để coi có gì mới không nghe nè. Đó, lên tới bậc 9 là ngon à. Lên xong cái bộ bậc 9 rồi, mình nói thiệt với anh em là nó nhẹ cực kỳ luôn á anh em ơi. Úp lên tới mấy cái, úp tiếp tục mấy cả quá là cực kỳ nhanh luôn. Mình à, cái mình à, mình chủ yếu là cho nó đẹp thôi anh em, chứ không gì hết á. Mình thấy phải cho cân bằng đó, mình chỉ thích nó cân bằng thôi à. Hôm nay thì mình sẽ công năng, có con cái nhiều khi nó tụt xuống trắng cũng có thể lắm. Đấy, thành tựu cảnh giới à, cảnh giới nãy nhận một đống đan luôn nè. Đấy, mình không có bậc ti không biết nó có thành công hay không đây, để coi thử coi anh em. 70%, không có bậc ti anh em, không có bậc ti 70% dễ chết lắm. Mấy rồi ơi, rồi xong luôn, rụng nụ. Thấy không, mà mình nói nếu mà 70% mà không có bậc ti là dễ chết lắm nha nè. Để cái nữa coi, bỏ qua cho nhanh. Hay quá, lên luôn anh em ơi. Đấy, lên luôn nha. Chà, chả úp phát hết trơn luôn anh em. Đấy, ngon chưa. Thì tối nay là đi hoạt động đánh nhau là im rồi đó nghe anh em. Để coi tăng cái này coi.
đằng. Mà nghĩ tới cái đồ đằng này mình nói mình cay luôn á anh em, mình nói thiệt với anh em. Đây, cái con thứ ba, đỏ, cái gì đỏ 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 cam, hai sao luôn. Hai sao có nghĩa là sao? Hai sao có nghĩa là mình ghép lại ba cái một sao. Ở đây có đây ba cái một sao. Rồi tới cái con này, cam 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 ba cái một sao. Đấy. Cam 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 hết luôn, lại cuối cùng lại nó không ra một món cam này luôn để mình lên được cái con trên luôn á anh em. Đau thiệt luôn á. Nếu mà mình lên được cái con cam này thôi là mình mở lên tới con này luôn, thậm chí là nếu mà con này đỏ đúng không? Con này mà mình được cái con đỏ là mình mở lên tới con này, nếu mà không đỏ thì mình mở lên được tới con này luôn nè anh em. Đấy, cái lên được cái con này mà nó cay một cái luôn. Không ra cái sừng luôn mà 10 cái chục ngày rồi đó, cái chục ngày mà không ra cái này luôn. Ngày nào mình cũng ăn sạch sành sanh, ăn hết lượt luôn á anh em. Ăn mà không chừa cái gì hết trơn luôn, mà cho anh em xem này. Đấy. Đó. Nè, 6 con nè, hôm nay 6 con đúng không? Mà nó không ra luôn, mình không hiểu mình bị cái giống gì mà nó xui tận mạng luôn á. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Đấy, tăng tràng yêu để coi được cái gì không, lên được tí nào nữa không? À, hết. Ồ, 6 con mấy. Đấy, cường quá, đồ đằng. Thôi tăng cầu kỵ chứ đi. Trời ơi. À, ngon luôn. Trời ơi, đúng. Tới giờ hên anh em ơi. Nói chung là tới giờ hên. Đấy. Cam nè. Cam 175. Phơi chưa? Quá im anh em ơi. Trời ơi, phải nãy mình... À, mình để cái này mình đúp lên 30 mới làm được nhiệm vụ mà. Đấy, để coi cái chỗ này coi. Cường quá đồ đằng. Đó, vô cường quá coi. À, cái này được năng rồi nè. Để coi cái nào để ta. Hai dòng đi ha. Hai dòng không có. Cái đỏ này coi. Đó, tăng tấn công đi. Cho nó lên đều đều anh em. Đây 2x rồi tới 3x chứ không gì hết anh em ơi. Đó, ở đây 2 sao nè. Thằng này lên cái này cũng được, nó lên công. Rồi. Anh em nhìn thấy tức không? Đau luôn á. Người ta cam hết luôn à. Mà nó chỉ còn 3 cái này mà nó không ra được một cái cam nào luôn á. Phải ít ra nó ra cũng được một cái, mình cũng một cái an ủi luôn anh em. Mà nó không ra luôn mới đau chứ. Đấy, để vô bảng xếp hạng coi lại coi. Đã lên 16 luôn rồi nha nè. Đấy, im chưa. Đó, mục tiêu sắp tới của mình là tới 15. Đó, vượt qua 15. Đấy. Khác liền, lên cái là khác liền. Nói chung là bởi vậy giống người ta nói là có tiền vô là thấy có mạnh đúng không? Nạp vô được có chút xíu thôi đó. Ý là hên là nạp cái chỗ này nè anh em. Đấy. Sinh lên. Mệnh thật đáng giá. À, bây giờ bối làm người sao? Bây giờ tới đây mình tích tiêu cái gì để cho mình được tiêu cái gì cho nó được ra đi ta, để coi mình coi trong shop coi ta. À, mình đi ra ngoài đây đứng cái đi. Đó. Ra ngoài đi đứng cái để cho nó có cái shop anh em, cho dễ lên. Đấy. Đồ phổ tăng phẩm, bây giờ mình đụng vô mấy cái này thì mua thì mình chưa dám mua anh em. Nói chung là tăng phẩm ví dụ như là 1 sao, 2 sao đó à, này 500 thì nó hơi gắt quá. Đợi trước tiên anh em, để mình sẽ vô để cái phần đầu tư á. Mình có tiền mình sẽ đồ ưu tiên mình đầu tư trước anh em. Giờ cái phần đầu tư nó nằm ở đâu? Chưa. Đúng rồi, mình nhớ cái này anh em. Cái không đồng, đúng rồi. Đấy. cái không đồng thì cái này mua VIP 4 nè. Nếu mà mua VIP 4 là mình lên VIP 5 nhanh lắm nha anh em. Nó mình chỉ cần để lên tầm khoảng thêm 300 ngọc nữa thôi là mình lên VIP 5 nhanh lắm á. Đấy. Trời ơi, không đủ luôn anh em ơi, xém một tí xíu nè, còn thiếu miếng nữa hả anh em ơi. Cái này là thấp nhất rồi đó nha. Cái này là thấp nhất rồi nè, cái này thấp nhất đúng không? Đấy, mua cái nó trả lại liền, chắc là mau lên lắm nè. Duyên khởi ngàn năm, tam sinh nhất mộng.
mình cũng không biết đến bao giờ mình mới lên được anh em ơi. Cứ nó lên tới 60 60, kệ mình đừng có sử dụng nữa nè, cố gắng mình để dành thêm tí nữa anh em ơi. Đó, để coi cái này à, tới cái nào để ta. Sinh mệnh thật đáng giá, bảo bối làm người sống. Ở đây thì à, cái này thì 25 bình, cái bình này cái tỷ lệ nó ra thấp lắm. Cái bình này nhiều khi ngày mình ra được có vài ba bình, 3-4 bình gì hà. Ăn mười mấy con boss luôn mà được 3-4 bình. Cái này để cho nó làm mới lại đi anh em ơi, làm mới lại mới có thể ấy được. Đó, cái này quá trời luôn, 200 mấy bình luôn, cái này chắc để cả tháng nó mới đủ quá. Không nạp là chắc một tháng trời luôn á. Để mình vô đây mình coi lại cái vé này coi anh em. Đâu. Dùng coi. Sau khi nạp 80 ngọc anh em ơi, nạp 80 ngọc mới được hoàn trả. Còn ví dụ như lúc nãy mình mua cái 60 ngọc anh em, mình mua cái gói 60 ngọc thì như nó nằm đâu ta? Không lẽ nằm bên đây không phải. Tại vì anh em nhìn thấy nè, anh em nhìn kỹ cái chữ nó hiện lên nha. Nè. 25k. Cái gói này nè anh em ơi. Để coi vòng quay đi coi. Hoàn trả hàng ngày. Ác cái anh em ơi, nếu mình tiêu phí á, mình tiêu phí thì mình sẽ được một mớ này mà mình lại giảm được một số vàng nó khá là lớn. Bởi vậy nó khó khăn là như vậy đó anh em ơi. Người trong lòng ta là một anh hùng cái thế, rồi sẽ có ngày người cưỡi 17 sắc đích. Rồi, nói chung là video sắp sửa 8 giờ anh em, tới giờ hoạt động rồi mình cũng không thể quay được nữa nghe anh em. Rồi, nó bị mắc khúc mình không biết khúc nào nữa anh em ơi. Rồi cho nên là từ từ mình tính sau. Đó. Bỏ vô. Rồi khi nào mình có mình up tiếp nè. Nó bỏ mấy cái này vô cho nó đỡ chặt đi. Đó. Nó bỏ cái này vô đây cho nó đỡ chặt kho chứ không gì hết anh em ơi. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em. Anh em hãy chia sẻ để ủng hộ kênh với nha nè. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.